theo như mục tiêu ta đến cuộc đời này làm gì? Anh đang bị phân vân giữa việc dừng lại, việc kiếm tiền và việc đi tìm bản thân mình là ai. Công việc, trách nhiệm cứ luôn cuốn đi, rất khó cân bằng. Em không biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng mà em đoán là anh đang trong cái thời điểm bắt đầu chuyển giao đó. Tại vì em có đọc một cái cuốn sách thầy em đưa cho em đọc, nhớ tên, nhưng mà đại loại nó nói là nếu như có một điều ước á, thì những cái người tỉnh thức ước tất cả mọi người trên thế giới đều được giàu, đều trở thành tỷ phú, đều có hết tất cả mọi thứ họ muốn, để mà họ được cảm nhận cái tỉnh thức. Và em thấy cái câu đó nó rất là đúng và rất là hay. Em nghĩ anh đã tới cái cảnh giới của mình có được nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng mà mình không có hạnh phúc và mình không hiểu hạnh phúc nó là cái gì. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là à, mà tôi phải có cái nhà, tôi phải có cái xe, tôi phải có cái này cái kia thì tôi mới hạnh phúc. Nhưng mà bởi vì khi anh cảm nhận được hết mấy cái đó và anh thấy ủa, vẫn đâu có thấy hạnh phúc đâu ta, thì anh mới biết là bây giờ anh mới phải tìm hạnh phúc bên trong của mình. Thì em sẽ chia sẻ với anh bằng cách vậy nè. Em biết là anh bận rộn đi làm kiếm tiền đó, nhưng mà ví dụ như nếu như mình có bận mấy, mình cũng có thể xếp lịch được. Mình đặt một cuộc hẹn với ai đó thì mình cũng phải lên lịch trước đúng không anh? Thì đặt một cái lịch hẹn với bản thân mình, đó là cái lúc mà em bắt đầu em làm. Đó là mỗi sáng em sẽ đặt đồng hồ báo thức. Em biết là mỗi sáng em chỉ cần bắt đầu bằng 5 giờ sáng, em đối diện một ngày của em, nhưng em quyết định dậy 4 giờ sáng. Và có khi em dậy 3 rưỡi sáng. Cái lúc thời gian đầu nó rất là khó khăn, bởi vì ngồi một mình, đối diện một mình á, nó không có thoải mái. Mình chưa bao giờ ngồi một mình với mình hết á. Nhưng mà rồi một tháng đó xong em bắt đầu thấy khác. Tức là một tiếng đó em ngồi em chỉ suy nghĩ về mình thôi. Rồi em ngồi em uống cà phê, rồi em đọc sách, rồi sau đó em tập thể dục. Rồi em làm những cái gì mà làm cho em nhớ lại hồi xưa, hồi còn trẻ mình thích làm, mà hồi đó mình chưa có con, mình chưa có chồng, mình chưa có công việc, bù lu bù loa. Một tiếng đó nó trở thành cái thói quen, để rồi em mỗi sáng em thức dậy em lại trông ngóng tới một cái tiếng đó, một tiếng, hai tiếng đó. Thì bây giờ nó thành một cái thói quen luôn. Đối với em, mỗi buổi sáng em dành thời gian cho em nó rất là quan trọng và nó rất là thiêng liêng. Và tìm hiểu bản thân của mình nó cần thời gian anh. Anh không thể nào mà ngày hôm nay anh thức dậy một cái, ngày đầu tiên anh sẽ rất ghét cái cảm giác thức dậy sớm. Tại vì anh sẽ nói là cái con Nhi này nó điên hay sao, nó bắt mình thức dậy còn như một thằng điên đang rất là buồn ngủ, muốn đi ngủ. Tại vì lúc đó là cái tôi anh đang chống cự với cái chuyện anh đấu tranh để anh tìm anh là ai. Cái tôi của anh nó rất là khôn. Anh thức dậy một cái tôi anh nói mày bị điên rồi, tự nhiên mày nghe con đó, đi ngủ đi. Hoặc là cái tôi của anh nó sẽ bảo vệ anh bằng cách là đi ngủ thêm tiếng, rồi mày sẽ có năng lượng đi làm nhiều hơn, ví dụ như vậy. Cái tôi của anh không bao giờ muốn anh tốt hơn. Cái tôi của anh bảo vệ anh với những cái điều mới và thử những cái gì mới và trải nghiệm những cái mới. Những cái đó em phải tập nó thành một cái thói quen, như kiểu là em không để cho cái tôi em nói chuyện luôn. Em nói kệ mày, mày có nói gì nói, tao vẫn ngồi đây à. Tôi ngồi không, tôi chẳng biết tôi ngồi làm cái gì, nhưng tôi sẽ ngồi đây. Vậy đó. Rồi thời gian trôi qua, cái dần dần em mới bắt đầu thấu hiểu em nhiều hơn. Từ cái lúc em hiểu em thì em bắt đầu em reflect, dạng như là đối diện với mình nó một cách rõ ràng hơn, nhận diện một cách rõ ràng hơn. Nhưng anh phải cho anh thời gian một mình với anh nhiều hơn. Đặt cái lịch hẹn như thể là hẹn người yêu vậy đó. Nếu như anh không có thời gian buổi sáng thì em nghĩ là buổi tối hoặc buổi trưa hoặc bất cứ cái nào, nhưng mà phải là một cái khoảng không gian tĩnh lặng. Không thể nào mà mình cứ ngụy biện cả đời là mình không có thời gian được đúng không anh? Thể nào cũng có thời gian hết, mình sắp xếp là nó ra được hết, chỉ có điều mình muốn sắp xếp hay không. Đừng để cái tôi của anh quyết định thời gian một ngày của anh phải là người quyết định một ngày của anh như thế nào. Chị Nhi cho em hỏi về cách ra quyết định để tới mục tiêu cuối cùng. Làm sao để mình phân biệt đó là cái tôi mình nói hay là linh hồn của mình nói? Cái đầu tiên á, em phải biết được á, là cái mục tiêu cuối cùng của em á, nó sẽ thay đổi theo thời gian hay là không. Tại vì có rất là nhiều người khi mà họ mới bắt đầu cái cuộc đời của họ, họ sẽ nhìn thấy cái mục tiêu cuối cùng của họ là từ đâu? Từ những cái người xung quanh của họ. Chị nói ví dụ những người ở quê đi, thì cái mục tiêu cuối cùng của họ là cái gì? Kiếm một người hàng xóm nào đó họ cưới rồi ở chung quê, rồi hai đứa nhà có gạo, gà có vịt gì góp vô rồi nấu ăn chung, rồi đẻ con rồi nuôi con rồi lại ra làm ruộng thôi. Đúng không? Thì cái đích cuối cùng của những cái người ở cái nơi đó thì rất là đơn giản. Họ muốn có một cái cuộc đời đơn giản là sinh con đẻ cái và nối dõi tông đường hết. Rồi, cái mục tiêu cuối cùng của những người ở trên thành phố là cái gì? Gặp nhau, yêu nhau, nhau xong rồi hỏi nhau là em làm lương tháng bao nhiêu, anh làm lương tháng bao nhiêu, ok hai đứa mình đủ tiền góp lại với nhau rồi mua nhà ở góp không, rồi từ mua nhà ở góp mình đủ tiền để mà cho con mình đi học ở thành phố hay không, không đủ thì phải gửi con về quê. Thì cái mục tiêu cuối cùng của họ là gì? Là tài chính. Họ phải làm việc cực lực để mà có thể tạo cuộc sống gia đình với nhau để sống được ở thành phố, ok. Cho nên cái đầu tiên em phải hỏi chính em là cái mục tiêu cuối cùng của em là cái gì. Nếu bây giờ em đang ở quê thì nó khác em ở thành phố, nó khác em ở nước ngoài, nó khác nữa. Và khi em chưa có biết được cái mục tiêu cuối cùng của em thì em sẽ không thể ra quyết định được.
Tại vì nó sẽ quyết định tới cái chuyện là em yêu ai, em ở với ai, em sống ở môi trường nào, em sẽ làm công việc gì, kế hoạch 5 năm tới của em là gì, 5 năm tới em đang ở đâu, em đứng ở vị trí nào, lương tháng của em bao nhiêu, em sẽ cưới vợ lúc em khoảng bao nhiêu tuổi, khi em cưới vợ em muốn có bao nhiêu đứa con, mỗi đứa con tốn bao nhiêu tiền, ok, rồi tiền bệnh viện bao nhiêu, rồi tiền ăn bao nhiêu, rồi tiền mua sắm bao nhiêu, rồi tiền cho lại ba má vợ, tiền lại cho lại ba má mình, rồi tiền lương hưu của mình. Nó có rất là nhiều thứ, đó là những cái quyết định nhỏ nhỏ mà em phải quyết định để được cái quyết định lớn của em là cái gì. Em sẽ ở với một người nào đó và em sẽ sống với họ đến cuối cuộc đời. Đó là cái đích cuối cùng, đó là cái mục tiêu cuối cùng của em, đúng không? Nhưng mà để được cái mục tiêu cuối cùng đó thì những cái mục tiêu nhỏ nhỏ mà em phải giải quyết và em phải đưa ra quyết định là hôm nay em ăn, thậm chí em ăn cái gì, em hẹn hò với người ta, em phải đi tiết kiệm. Hai đứa mà yêu thương nhau thì về nhà mua gói mì gói chế ra, hai đứa ngồi tám với nhau vẫn vui, đúng không? Bởi vì hai đứa cùng nói chuyện với nhau thẳng thắn là ok, bây giờ anh cho em ăn mì gói nhưng mà hai đứa mình đi dành tiền mua nhà trả góp, sau này ở trong nhà mới thì anh sẽ mua đồ nấu lẩu cho em ăn chẳng hạn. Ok, thì đó là cái cách mà em đưa ra những cái quyết định nhỏ để nó ảnh hưởng đến cái quyết định lớn của em. Ok, rồi phân biệt được cái đó là cái tôi hay là cái linh hồn của mình. Như chị nói á, cái cảnh giới của tình yêu của những cái người mà tỉnh thức giống như chị á, thì nó qua cái cảnh giới của yêu nhân loại, yêu chúng sanh. Đối với chị nó không có phân biệt nữa giữa cái chuyện là cái tôi của mình nữa. Đó là lý do tại sao khi chị làm cái kênh này, những cái bạn chưa tỉnh thức á, khi các bạn coi kênh của chị, các bạn vẫn còn cái tâm trí của người bình thường á, những cái người vẫn còn trong cái vùng tối á, thì cái điều đầu tiên họ suy nghĩ đến là cái gì? Bà này làm cái này chắc là lừa đảo, hay là cái này đa cấp, hay cái này cái kia, chứ làm gì trên đời có người tốt như vậy. Nhưng mà họ sẽ không nói như vậy với Đức Phật. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật nó được kiểm nghiệm qua cả trăm ngàn năm rồi, đúng không? Nhưng mà những cái người mà tiếp tục nối đuôi nối chân theo cái mà Đức Phật hay là Đức Chúa hay là những cái ông thánh thần, những cái nhà khoa học, những cái người mà phát hiện ra não con người nó hoạt động như vậy. Tại vì mọi người nên biết là kiến thức nó sẽ không có dừng lại, năng lượng nó sẽ không có dừng ở đó, từ người này nó qua người kia và nó xuống người kế tiếp. Một ngày nào đó như chết đi, cái kiến thức này nó sẽ đến một cái người kế tiếp, và đó là cách nó vận hành của vũ trụ. Cho nên là những cái người như Nhi á, cái linh hồn của họ đã sống một cách, có nghĩa là họ yêu luôn cả những người ghét họ rồi. Họ phải dùng cái từ như vậy, rất là Nhi yêu luôn cả những bạn ghét Nhi. Yêu luôn cả những bạn mà không có thích Nhi rồi hay chửi Nhi, Nhi vẫn cảm thấy Nhi thấy tội nghiệp cho các bạn lắm. Nhi thấy thương các bạn bởi vì Nhi biết được là kiếp này chưa có phải là cái kiếp để các bạn được cảm hóa, các bạn được hiểu được cái chân lý của mình là ai. Nhưng mà không sao, các bạn thi mà thi rớt thì quay lại thôi. Nó có nhiều vòng lắm, có nhiều người người ta thi đi thi lại cả bao nhiêu kiếp người ta cũng vẫn rớt mà. Cho nên mình không có được đánh giá ai hết, tại vì mình cũng đã từng như vậy. Ok, cho nên khi em phân biệt được cái tôi với cái linh hồn của em thì nó rất là đơn giản thôi. Cái tôi của em nó muốn nhiều thứ lắm, còn linh hồn của em thì nó không muốn gì hết. Linh hồn của em chỉ biết được là em sống ở đây để em cống hiến thôi. Em không có thay đổi được cái gì nhiều đâu. Ok, những cái tác động của em nó quan trọng nhưng nó cũng không quan trọng. Tại sao con người ta lại thích cái đẹp ạ? Bởi vì xã hội nói cho họ biết là phải là đẹp thì mới là giỏi, mới là tốt, cho nên con người thích cái đẹp thôi em. Nếu như hồi xưa con người mà không có mặc đồ, mặc áo, mặc quần thì đâu có bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là mà phải làm đẹp đâu. Bây giờ chị hỏi em câu này, đi ra đường nếu ai có mở trùng hết, em mặc đồ em sẽ là đứa dị hợm. Nó sẽ ngược lại như vậy. Bây giờ ai ra đường cũng mặc đồ hết, em ở trùng em là đứa dị hợm. Nhưng mà em tưởng tượng tất cả mọi người đều ở trùng hết thì sao? Ở bên nước ngoài nó có một cái bãi biển, mà bãi biển gọi là không có được mặc cái gì hết luôn á. Bạn chị nói nó tới cái bãi biển đó, xong nó kể chị chưa bao giờ trải nghiệm, nhưng mà bạn chị đi rồi nó về nó nói với chị: tao nhìn một cái là tao ớn luôn, tao không có muốn nhìn gái nữa luôn. Đó là khi mà nó còn mặc bikini, nhìn nó còn hấp dẫn nha. Đi tới cái chỗ mà đàn ông không có mặc quần bơi, đàn bà không mặc bikini luôn, tất cả mọi người khoe luôn á, thấy nó gớm vậy, không còn một sự hấp dẫn gì hết. Cho nên sau khi chị nghe bạn chị kể cái trải nghiệm của người giàu mà đi tới cái chỗ đó, sau rồi chị nói à, nó cũng make sense. Một khi mà mình, con người tạo ra một cái gì đó rồi xong họ làm quá nó lên, xong rồi những cái người đã sau đó tin vô cái điều đó là wow, đây mới là cái kiến thức đúng, đây mới là cái điều đúng, ví dụ như vậy. Rồi sau mọi người mới nghĩ là mặc đồ đẹp rồi mới là đẹp, ví dụ như vậy. Cái đẹp bên trong tâm hồn mình, cái từ đó nó vẫn đúng với mọi người. Don't forget to